Tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ cháy rừng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thì tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6, sau hơn 48 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng vũ trang cùng các địa phương của ba huyện là Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc đã kiểm soát được cháy rừng, không để lây lan sang các địa bàn lân cận. Các lực lượng đã thiết lập đường băng cản lửa cách khu dân cư hơn 500 mét, đủ an toàn để lửa không lan đến nhà dân. Hiện khu rừng ở xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu đang còn cháy nhỏ. Lực lượng vũ trang cùng lực lượng địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy rừng. Về cái khó khăn trong chữa cháy rừng đợt này tại Diễn Phú, nói riêng và Diễn Châu nói chung. Thứ nhất là thời tiết nắng nóng, hai là địa hình phức tạp, xã dân cư đi lại khó khăn, thực bị dày, nhiệt độ cao, nên rất vất vả trong vấn đề chữa cháy. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy, các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng hàng vạn người dân nhằm khống chế đám cháy, làm đường băng cản lửa và hạn chế ngọn lửa cháy lây lan sang các vùng địa phương khác. Tôi chỉ đạo một cách quyết liệt và địa phương thì cũng hết sức cố gắng và huy động lực lượng của tất cả các xã có lực lượng dân quân, vì đây một đám cháy tôi cho là lớn nhất từ trước tới nay đối với huyện Diễn Châu. Và đến thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy là sau 2 ngày 3 đêm chúng ta cũng cơ bản là đã khống chế được. Đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích rừng bị thiêu rụi tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu và xã Thọ Thành, huyện Yên Thành là khoảng 40 hectare gồm thông và keo.